Chào, tôi lại test tiếp cái con lọc của hãng Fisher của Mỹ này. Con này có mã là 874 EQ 874. Con này tôi bán giá 5,5 triệu, 3 con đồng giá 5,5 triệu. Con này màu đen, bề ngang con này nó 44 các bác ạ. Chỉ có mỗi con ma giang này là 42 thôi. Còn hai con con màu đen này với con này đều 44 đây là đường tép, đây là bỏ lọc, bỏ lọc thì đèn không sáng nhá, đây đèn nháy này, cần gạt chỉnh nháy. Đây tôi bỏ cần gạt xuống này. Con này còn khá đẹp, có màu đen. Tôi chỉ nhạc lên này. Các lọc Mỹ thì chất âm đều rất sáng. Ngày nào toàn câu gian dối. Con này 7 cần gạt một vế. Ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh con ước mơ làm đây là bỏ lòng một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình tôi mến đêm trăng rằm, mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Mở bài khác này. Quay đằng sau các bạn xem. Nó hơi đặc biệt con này. Cái là sợi dây này này. Đây tôi lấy tạm cái này tôi chia nối lại. Nghĩa các bác có thể mua một cái bộ nối tiếp. Đường lai của nó hai cái dây ra. Đây lai ao và lai in. Sương rớt trên vai qua ngõ hồn trái. Đây là không có cái nối tiếp nên tôi phải chế cái này ra. Gạt xuống biên thủy một cơn gió đốt khơi chuyện ngày. Đấy, bỏ lọc ạ. 5,5 triệu hàng ship toàn quốc. Các bác mua hàng thì đến tận nơi mua hoặc chuyển tiền đặt cọc thôi, khoảng 2 triệu tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel. Hàng mang đến tận nơi, phí vận chuyển người mua phải chịu. Xin cảm ơn. Tiếp theo tôi sẽ test nốt con quay hang mang cả đồng này. Con này cũng đa cầu điện hết, tất cả đa cầu điện hết. Và chưa yêu thương phong kim tâm tư tôi dẫu đời trẻ.